hai bác này, bác cứ đứng xem cả buổi chiều luôn các bác. Và cái chi tiết nó rất nho nhỏ này thôi, nhưng mà các bác cái xem rất là lâu. Chi tiết vẽ một chú trâu và một người dắt một cái cày. Hình ảnh này thì các bác thấy là rất quen thuộc trong hình ảnh cây đa giếng nước sân đình tranh đồng quê. Và chúng tôi đang có mặt tại Đông Triều Quảng Ninh để hoàn thiện cho bác chủ nhà rơi vào diện tích bức tranh khoảng 8m2. Bức tranh cây đa giếng nước sân đình tạo điểm nhấn không gian cho phòng khách rất là nhiều. Và với cái bức tranh và cái khổ tỷ lệ chữ nhật ngang này nó khá là đẹp như này, thì các bác cùng xem và tham khảo những mẫu tranh khác trong kênh của em nhé. Đều là những công trình thực tế trong thi công khắp các tỉnh khu vực phía Bắc, tranh đắp nổi 3D, tranh cửa cuốn và tranh tường. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.